Dạ chào quý anh chị khách hàng và quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của Thu Tuyền và Bích Đào. Dạ hai chị em ngày hôm nay thì đã có mặt ngay tại một dự án rất đẳng cấp, rất xứng tầm để nhà mình sở hữu đó. Dự án đất nền ven biển có sổ hồng riêng, sở hữu lâu dài, Kiko Gateway. Ngày 14 tháng 7 sẽ bắt đầu chọn lô và ráp cọc cho quý anh chị khách hàng đó ạ. Thì giỏ hàng đợt này sẽ có rất là nhiều vị trí đẹp cho quý anh chị có thể là lựa chọn. Và chúng ta sẽ có hai diện tích cơ bản. Đầu tiên là nền liền kề với diện tích là 80m², ngang 5 dài 16 và diện tích ODV biệt thự với diện tích là ngang 7 dài 18. Thì đây là cái những cái diện tích phổ biến mà sẽ mở bán này đó chị Tuyền ạ. Và như chị Tuyền cũng đã biết thì giỏ hàng đợt này thì cũng có rất là nhiều vị trí như là gần trung tâm thương mại, gần bệnh viện, trường học, gần công viên và đặc biệt hơn thì nó sẽ có những vị trí gần lộ giới lên đến 27m, rất là thông thoáng và dễ dàng di chuyển. Thì đối với chị Tuyền thì nếu mà chị tư vấn cho khách hàng đợt này thì chị sẽ chọn những vị trí như thế nào và theo chị Tuyền thì những cái nền nào sẽ hot đầu tiên? Chị em mình thì cũng thực sự là khá may mắn bởi vì là có khá là nhiều khách hàng và mình đã tư vấn trực tiếp tại dự án và nắm được nhu cầu của anh chị và đã nhận được khá nhiều ý kiến. Thì anh chị bảo là đã trong cùng một dự án thì tiềm năng phát triển là như nhau. Một khi nó đã tăng giá thì sẽ tăng giá đều. Tuy nhiên là cũng sẽ có những cái vị trí mà nó nổi trội hơn, nó đẹp hơn đúng không? Thì nhà mình thường sẽ chọn là đầu tư ở gần cổng, gần công viên để thuận tiện mình di chuyển và công viên thì rất là thoáng nè. Và đường thông không bị bàn cờ, không có vòng vèo. Và tối ưu hơn nữa sẽ là các lô nằm gần tiện ích như là trường học, bệnh viện vân vân, hồ bơi, nhà hàng. Và như Bích Đào thấy thì đợt mở bán này sẽ có nhiều lô ở cái view ở sân góp 36 hố, sân góp quốc tế để mình nghỉ dưỡng á. Đúng rồi. Thì chị đảm bảo là cái tầm view này sẽ hết trước nhất đó. Đó, nếu mà quý anh chị đã quan tâm về những cái quỹ đất nền ven biển thì quý khách hàng hãy nhanh tay từ bây giờ để chọn được một vị trí mà tối ưu nhất, đẹp nhất. Và đây là một dòng sản phẩm đất nền ven biển thì chị không biết là chị Tuyền có thấy là cái vị trí nó gần biển không ạ? Dự án Kiko Gateway này đúng không anh chị? Đã nói là trái tim của bán đảo Phương Mai. Đã là bán đảo thì nghe thích rồi đúng không em? Có sự giao hòa giữa rừng và biển, nói gần biển bởi vì dự án này cách biển dưới 1 km thì quý anh chị chỉ 700-800m là quý anh chị ra tới biển rồi. Và như Bích Đào, nếu chị em mình ở đây thì sẽ đi bộ ra biển ha. Đi bộ tập thể dục nè, ngắm bình minh hoàng hôn và mình tắm biển mỗi ngày luôn á. Thì sau khi một ngày làm việc về mệt mỏi thì chúng ta có thể là đi bộ ra biển cùng gia đình hoặc là bạn bè thì rất là thoải mái cũng như là tinh thần làm việc qua ngày mai thì rất là tốt đó chị Tuyền. Thì tiếp theo đây thì em sẽ chia sẻ về các phương thức thanh toán cũng như là chương trình chiết khấu. Thì đợt này mở bán thì chương trình chiết khấu lên đến 11% luôn đó chị Tuyền ạ. Thì cực kỳ khủng luôn đúng không ạ? Một con số rất ấn tượng với nhau ha. Và chị còn nhận được chính sách bán hàng từ chủ đầu tư đó là khi mà khách hàng thanh toán nhanh thì chiết khấu lên đến 6.5%, hơn cả lãi gửi tiết kiệm nữa thưa Bích Đào. Và bên cạnh đó thì chủ đầu tư sẽ có rất là nhiều phương án cho quý khách hàng có thể là lựa chọn thanh toán dự án Kiko Gateway. Thì đầu tiên sẽ là phương thức thanh toán chuẩn, và thứ hai là phương thức thanh toán nhanh, và thứ ba là dùng đòn bẩy tài chính. Thì đối với chị Tuyền thì chị sẽ chọn cái phương án nào tối ưu dòng tiền cho quý nhà đầu tư đang muốn lựa chọn sở hữu được những cái quỹ đất ven biển như là dự án Kiko Gateway. Thật ra nhu cầu đầu tư là chỉ có một về hướng về dự án Kiko Gateway, nhưng mà cái tâm lý của anh chị nhìn về dự án này như thế nào và cái cách mình rót tiền như thế nào thì sẽ có nhiều cái sự lựa chọn phù hợp. Với phương thức thanh toán chuẩn kéo dài 18 tháng sẽ phù hợp cho những anh chị mà mình có sẵn cái nguồn tiền và không muốn mang cái tâm lý là mình phải nợ ngân hàng hay gì hết. Thì mình sẽ chọn phương thức thanh toán chuẩn ha, và mình cứ đóng rỉ rả hàng tháng vậy á, rất là linh hoạt, mỗi tháng 5-10% thôi. Còn những anh chị khách hàng mà mình có sẵn cái dòng tiền thư thả tầm 1 tỷ đến 1 tỷ 2 anh chị nha, và mình đã từng đầu tư và đã quen với cái việc là dùng đòn bẩy tài chính có ngân hàng bảo lãnh, thì tại sao là cùng một mức giá bán mà có ngân hàng bảo lãnh như vậy mình không chọn đúng không Bích Đào? Ngân hàng bảo lãnh đến 65% và có đến 18 tháng để quý anh chị không đóng lãi, không đóng gốc. 35% vốn nó đóng trong vòng 7 tháng Bích Đào ha. Như vậy thì chị thấy vậy nè, 7 tháng đóng tiền thư thả và thêm 18 tháng ngân hàng nữa, cộng lại là 25 tháng, có nghĩa là hơn 2 năm chờ đợi cho cái tiềm năng phát triển. Dạ đúng rồi. Thì quá tốt đúng không em?
Dạ đúng rồi ạ. Và đối với những khách hàng thì nắm trong tay hơn 2 tỷ đồng thì thay vì khách hàng chọn đầu tư chỉ một lô đất nền như hội thì thay vào đó dùng đòn bẩy tài chính thì quý khách hàng có thể là đầu tư được 2 lô trong vòng 2 năm không trả lãi không trả gốc, thì đây là một phương thức tối ưu vô cùng tốt cho quý nhà đầu tư đang muốn sở hữu quỹ đất ven biển đó chị Tuyên. Đúng rồi, em không lý nào mà 2 năm nữa thì Kỳ Co Gateway không thay da đổi thịt đúng không? Dạ, sẽ đúng khoác rồi. Lên mình một chiếc áo hoàn toàn mới, sẽ phát triển vượt bậc. Thì vốn anh chị bỏ ra cho một lô 80m2 đi thì đầu đó của 990 triệu. Dạ đúng rồi. Thì mình không thể nào mà không chốt lời sau 2 năm tầm mấy trăm triệu trên cái số vốn bỏ ra như vậy được. Dạ. Còn nhà mình mà có sẵn tài chính nhiều rồi, tài chính vững và đầu tư muốn chốt, muốn thấy lấy lại được ngay cái lợi nhuận trước mắt thì quý anh chị thanh toán nhanh đi, mình sẽ được nhận chiết khấu đến 650% trừ trực tiếp vào giá bán của sản phẩm. Dạ, thì chủ đầu tư cũng có rất là linh hoạt để quý khách hàng có thể là chọn được cái phương thức hợp với dòng tài chính của mình. Thì vừa rồi em và chị Tuyền cũng chia sẻ rất là nhiều thông tin về dự án Kỳ Co Gateway cũng như là đợt mở bán vào ngày mai là ngày 14 tháng 7. Thì quý khách hàng nếu mà cần thêm thông tin gì thì hãy liên hệ ngay với Thu Tuyền và Bích Đào để mà cập nhật được giỏ hàng và chọn được vị trí đẹp nhất của giỏ hàng ạ. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Thu Tuyền và Bích Đào nha, để tiện theo dõi nhiều thông tin hữu ích hơn về bất động sản ven biển. Thu Tuyền và Bích Đào xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video lần sau.